Trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, vận số cực may, cực đỏ, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nam mạng, làm ăn chúng lớn, chúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời đại gia trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý anh tuổi Tân Dậu trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận trình của quý anh tuổi Tân Dậu sẽ gặp phải những khó khăn nhất định, đi kèm với đó cũng sẽ là cơ hội ùn kéo đến. Tài lộc đổ đầy nhà, sắm nhà to hơn, tậu xe xịn hơn, đổi đời nhanh hơn, từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa, phú quý hơn người, an hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Nếu như quý anh tuổi Tân Dậu hữu duyên xem được video này, thì may mắn, thời cơ sẽ đến, ắt sẽ đổi đời cải vận mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý anh tuổi Tân Dậu về vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của quý anh trong năm Giáp Thìn 2024. Cụ thể hơn thông qua tử vi sẽ giúp cho quý anh tuổi Tân Dậu biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không, cơ may nào đến với quý anh trong năm 2024 âm lịch này, quý anh cần phải chú ý điều gì và phải làm điều gì. Ngay bây giờ sẽ là luận giải nội dung chi tiết. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, là 44 tuổi âm lịch và 43 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can, theo tử vi tuổi Tân Dậu nam mạng năm 2024, thiên can tân hành kim của tuổi gặp thiên can giáp hành mộc của năm 2024 là quan hệ bình hòa. Đây là năm chủ về công việc của quý anh tuổi này không có sự khởi sắc, cơ bản bình thường. Trong năm quý anh tốt nhất không nên tiến hành những thay đổi hay mở mang cho công việc vì có thể không được kết quả như mong muốn. Bên cạnh đó, chú ý về ngũ hành can tuổi khắc với ngũ hành can năm, nên sức khỏe không được tốt, dễ bệnh tật. Ngoài ra trong nhà có phiền muộn đưa tới. Xét về địa chi, quý anh tuổi Tân Dậu có địa chi là Dậu, gặp năm Giáp Thìn 2024 địa chi Thìn, thể hiện quan hệ nhị hợp, cho thấy đây là năm người tuổi Tân Dậu có những mở mang mới cho các công việc liên quan đến kinh doanh, làm ăn. Cùng với đó, quý anh khi ra ngoài được quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ trong năm này. Trong năm với những công việc tiến hành đều dễ đạt được kết quả như ý muốn. Về ngũ hành địa chi của người tuổi Tân Dậu có quan hệ chủ về tương sinh với ngũ hành địa chi năm nên trong năm công việc có sự xuất tiền hoặc đầu tư thêm mới cho làm ăn buôn bán. Xét về ngũ hành, xem tử vi tuổi Tân Dậu 2024 nam mạng nhận thấy quý anh tuổi Tân Dậu có ngũ hành thuộc hành mộc, có mối quan hệ sinh xuất với hành hỏa của năm Giáp Thìn, chủ về sự hao tổn trong năm Giáp Thìn. Điều này dẫn tới công việc của quý anh tuy có thuận lợi nhưng lại ở tình trạng có đầu không có đuôi. Phương diện làm ăn mở mang thì khó thu hồi vốn về. Vấn đề sức khỏe liên quan đến các bệnh về ngực cần lưu tâm. Bản mệnh nên chú ý đặc biệt công việc vào những tháng cuối năm dễ đưa tới bất lợi. Xét về cung phi, luận giải tử vi của quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 trong năm 2024 cho biết, cung phi của những người tuổi này khảm thuộc hành thủy, gặp năm Giáp Thìn cung phi chấn thuộc hành mộc là chủ về khí thiên y, tốt. Trong năm 2024 đối với những người sinh năm cung khảm thủy có sức khỏe khá tốt, đổi mới về công việc có người giúp đỡ, về tiền bạc có lộc và hưng vượng. Xét về tứ trụ, thiên hòa, địa hòa cho thấy công việc trong năm nay không có nhiều thay đổi lớn, tuy nhiên khi gặp khó khăn sẽ được quý nhân tương trợ. Nam mạng sinh năm 1981 cần chú ý tiêu pha phù hợp. Những biến chuyển của thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ có thể thấy. Trong năm Giáp Thìn này đối với quý anh tuổi Tân Dậu, sự nghiệp của quý anh nhìn chung có những bước tiến bền vững trong khoảng thời gian này. Nhiều khó khăn đã được đẩy lùi, những cơ hội có xuất hiện, nếu biết nắm bắt thì dễ gặt hái được thành công. Tình hình tài chính có những dấu hiệu lạc quan, quý anh có một năm tiêu xài dư giả, không phải lo lắng quá nhiều. Sao chiếu mệnh, trong năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Người được sao Thái Âm chiếu mệnh có cơ hội bội thu về tài lộc. Cụ thể, nam giới sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp. Và nếu còn độc thân có thể lập gia đình, sẽ có cuộc sống tốt đẹp, gặp nhiều may mắn.
về kinh doanh buôn bán cũng được thuận lợi, rất tốt cho ai làm việc liên quan đến bất động sản, sửa chữa. Vận hạn trong năm Giáp Thìn 2024, quý Anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, gặp hạn Diêm Vương. Nếu quý Anh là người vốn có thể chất bình thường, không đau ốm thì năm sao Diêm Vương chiếu mệnh lại là năm tốt. Tài lộc có cơ hội phát triển, người độc thân có thể tìm được nửa kia phù hợp, có mối quan hệ tốt đẹp. Người có gia đình thì hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Với người đang bị đau ốm, nếu gặp phải hạn Diêm Vương, quý Anh nên nhận thức rõ mức độ bệnh tật của mình để điều trị kịp thời và khoa học. Tránh tùy tiện dùng thuốc dân gian vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bệnh tình, thậm chí là tử vong. Xét về vận trình sự nghiệp cho quý Anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý Anh tuổi Tân Dậu có con đường công danh, sự nghiệp như được thay đổi một làn gió mới, phát huy được khả năng của mình, lại được quý nhân nâng đỡ nên dễ dàng chạm tay vào cơ hội, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Nhờ vào tinh thần mưu lược, ứng biến, thông minh mà nghề nghiệp chính của quý Anh sẽ được đảm bảo, quý Anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quý Anh thể hiện được sự mưu lược cần có, khi cần đưa ra quyết định lớn không lo ngại hay do dự, dám nghĩ dám làm. Công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, nửa cuối năm có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể. Năm này quý Anh nếu có ý định thay đổi công việc, quý Anh chớ ngại ngần mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của Thanh Long và Thiên Phúc, quý Anh có số được quý nhân phù trợ, mở ra nhiều cơ hội hồn hạp, đầu tư làm ăn mới. Với tinh thần chăm chỉ cần cù, quý Anh sẽ mang về nhiều cơ hội làm việc tốt, có điểm nhận nhiều lợi lộc từ công việc chính. Tuy vậy, khi vận trình ở thế tốt, quý Anh tuổi Tân Dậu cũng cần học cách khiêm tốn và kiềm chế cá tính của bản thân. Đôi lúc sự tác động của thương quan làm cho quý Anh cá tính ngang tàng bộc phát, phá bỏ mọi quy tắc, mọi luật lệ. Điều này sẽ đẩy quý Anh tới bước ngông nghênh, coi trời bằng vung, không tốt cho con đường thăng tiến của quý Anh. Xét về phương diện tài lộc cho quý Anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý Anh tuổi Tân Dậu bước sang năm Giáp Thìn 2024 cho thấy vận trình tài lộc được rộng mở, nguồn thu nhập chính sẽ được đảm bảo, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán để gia tăng nguồn thu phụ cho mình. Quý Anh tuổi Tân Dậu cũng là người giỏi trong việc kinh doanh, buôn bán. Năm này là thời điểm lý tưởng để quý Anh cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa các hạng mục đầu tư, có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường về tài chính. Tuy nhiên quý Anh tuổi Tân Dậu trong năm này cần phải chú ý, tỉnh táo và có bản lĩnh, tránh bị cám dỗ, khiến bản thân sa vào tà đạo, kiếm tài lộc bất chính do sự tổn thất của người khác mà bản thân thu về lợi lộc. Về con đường tài lộc của quý Anh tuổi Tân Dậu trong năm này, nhìn chung tiến triển rất tốt, các mối đầu tư trước đó đang dần mang lại những kết quả đáng mừng. Quý Anh chỉ cần bỏ công bỏ sức ra làm việc, ắt sẽ thu được những thành quả xứng đáng. Người kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do, có một năm buôn may, bán đắt, tiền bạc thu về không ít, giúp cho túi tiền không ngừng đầy lên, quý Anh cảm thấy an tâm hơn về tài chính hiện tại của mình. Tuy nhiên trong năm này, quý Anh tuổi Tân Dậu nên chọn phương án đầu tư dài hạn và trung hạn, tài lộc sẽ được nở rộ, nhưng cũng cần chú ý không nên tham lam quá, kẻo tài lộc bị suy yếu. Trong năm 2024, tài lộc vẫn có điểm báo hao tổn nhiều, phần lớn do chi tiêu cuộc sống hàng ngày, thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Phần khác có thể do bị trộm cắp hoặc lừa đảo. Quý Anh nên thận trọng khi hợp tác làm ăn cũng như chọn đối tác, bạn bè, người phụ tá sẽ tốt hơn. Xét về phương diện tình cảm cho quý Anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý Anh tuổi Tân Dậu cũng khá tốt, thiên hỷ cát tinh chiếu mệnh, báo tin gia đạo. Quý Anh được nửa kia của mình giúp đỡ và vượng về con đường công danh, tài lộc. Trong quan hệ tình cảm, quý Anh là người biết bổn phận của mình là một người chồng có trách nhiệm, luôn toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Tình cảm gia đình hài hòa, các thành viên trong gia đình luôn có được sự thấu hiểu, chia sẻ với nhau trong mọi việc. Nhờ thế mà giảm bớt được những hiểu lầm không đáng có, ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng. Đối với quý Anh đang còn độc thân cũng rất vượng vận về đào hoa, quý Anh là người có mối quan hệ xã giao rộng rãi, không khó để gặp gỡ làm quen được nhiều người khác giới, đi đến đâu cũng được yêu mến.
Khả năng cao, quý anh trong năm này sẽ tìm được đối tượng ưng ý, thậm chí có thể tiến tới hôn nhân để có được hai cánh tay dìu dắt nhau, sống hạnh phúc quãng đời còn lại. Xét về vận trình sức khỏe, cho quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong năm Giáp Thìn 2024. Năm 2024, quý anh tuổi Tân Dậu cần phải để ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Thái tuế ẩn nguyên thần hung tinh, thương quan tọa mệnh ngụ ý nhiều thương tổn, bệnh tật. Năm 2024 có ngũ nhà mộc quá vượng, nên quý anh tuổi Tân Dậu cần chú ý các bệnh dạ dày đường ruột, hệ tiêu hóa và da. Sự tác động của tử phù là hung tinh, quý anh tuổi Tân Dậu cần phải chú ý bệnh cũ dễ tái phát, một khi đã phát bệnh trở lại có thể phải động chạm dao kéo. Năm này, quý anh cũng đang có điềm báo, gặp họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra. Cho nên quý anh cũng nên thận trọng khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, chấn thương. Quý anh tuổi Tân Dậu trong năm này nên duy trì một lối sống khoa học, tránh thức khuya, dậy sớm hoặc làm việc quá sức, khiến cơ thể mệt mỏi. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Tân Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý anh. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt, cho quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Tân Dậu, nam mạng, xuất hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Làm ăn, hùn hạp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Tân Dậu gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Tân Dậu: xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh: hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh: xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Tân Dậu 1981, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Tân Dậu. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý anh nhận được càng nhiều. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi: Đinh Sửu, sinh năm 1997, nam mạng. Bản mệnh tương sinh, thiên can tương khắc, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Bính Tý, sinh năm 1996, nam mạng. Bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi lục phá, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Mậu Thìn, sinh năm 1988, nam mạng. Bản mệnh bình hòa, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt.
Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Bính Thân, sinh năm 2016, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Quý Tỵ, sinh năm 2013, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh phục vị, niên mệnh bình hòa, rất tốt. Tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nam mạng, trong năm 2024, có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thái tuế không. Tam tai năm 2024, quý anh tuổi Tân Dậu sẽ phạm tam tai và các năm Hợi, Tý, Sửu. Như vậy, năm này là năm Thìn, quý anh sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tuổi Kim lâu năm 2024, quý anh phạm kim lâu xúc. Kỵ chăn nuôi gia súc, tuy đây là vận hạn không liên quan trực tiếp tới con người nhưng gây họa đến gia súc, làm ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Hạn hoang ốc năm 2024, quý anh tuổi Tân Dậu trong năm này không phạm hoang ốc. Thái tuế năm 2024, không phạm hạn thái tuế. Trong năm Giáp Thìn 2024 này, quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, cần đặc biệt chú ý tới hạn thiên tinh và sao thái âm chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn thiên tinh đối với quý anh tuổi Tân Dậu trong năm 2024. Nói về hạn thiên tinh, ông cha ta có câu thơ sau. Thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Hạn thiên tinh liên quan trực tiếp tới vấn đề sức khỏe, thị phi kiện cáo, có nghĩa thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đến đường ruột, hệ tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy tới tính mạng. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo thị phi. Phụ nữ bị hạn nặng hơn so với nam giới. Sức khỏe. Khi gặp hạn thiên tinh làm sức khỏe yếu đi, mắc bệnh về tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém, nếu nhẹ thì có thể bị đau bụng, đi ngoài, nặng hơn thì ngộ độc tới mức nguy hiểm cho tính mạng. Kiện cáo. Người gặp hạn thiên tinh dính tới những cãi vã, xích mích, kiện tụng thậm chí là rơi vào vòng lao lý. Làm ăn không chính đáng dẫn tới tù tội, hoặc bị người khác vu oan giá họa, tai bay vạ gió và rơi vào chốn ngục tù. Kiện tụng thì chẳng thắng chỉ thấy thua, chịu tai tiếng, nặng hơn thì chịu án phạt. Hạn thiên tinh gây ra nhiều áp lực tai họa khiến cho tinh thần không thoải mái, bất an, buồn rầu và mệt mỏi. Cuộc sống gia đình vì thế mà bất hòa, không hạnh phúc. Có hai điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn thiên tinh đối với quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Thứ nhất, về sức khỏe, những ai gặp sao thiên tinh cần lưu ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch, tránh xảy ra ngộ độc. Dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu, tránh bị đau bụng, tiêu chảy, tệ hơn là ngộ độc thực phẩm. Thứ hai, liên quan đến kiện tụng, những ai gặp hạn thiên tinh trong làm ăn cần cẩn thận tính toán kỹ lưỡng. Không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào pháp luật, luôn giữ bình tĩnh, tránh xung đột ra tòa. Bên cạnh đó, cần tu tâm, dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, đi chùa cầu bình an, gia đạo hạnh phúc. Đặc biệt, quý anh nên có chế độ rèn luyện bản thân nhằm nâng cao sức đề kháng. Quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong năm 2024, gặp sao thái âm chiếu mệnh. Sao thái âm được xem là phước tinh thuộc hành thủy, nên khi gặp sao này, cả nam mạng hay nữ mạng đều gặp may mắn, phước phần, có tài lộc và niềm vui, là sao chiếu mệnh tốt, chủ về danh lợi lưỡng toàn. Sao thái âm được quan niệm là chủ về danh lộc và hỷ sự, vì vậy quý anh cần biết nắm bắt cơ hội để thực hiện dự định công việc trong năm này để có được kết quả tốt. Người được sao thái âm chiếu mạng, nam hay nữ thường có cơ hội bội thu về tài lộc. Cụ thể, nam giới sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp và nếu đang trong độ tuổi kết hôn thì có thể lập gia đình. Sao thái âm rất tốt cho ai làm việc liên quan đến bất động sản, sửa chữa, xây nhà cửa. Vì vậy, nếu mệnh chủ có ý định mua bán bất động sản hay xây dựng, sửa chữa nhà thì có thể tranh thủ tiến hành vào thời điểm này. Ngoài ra, người được sao thái âm chiếu mạng sẽ có cuộc sống tốt đẹp, có phúc phần, đi đâu cũng được mọi người giúp đỡ, có quý nhân phù trợ, gặp được nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao thái âm vào 22 giờ đến 24 giờ ngày 26 âm lịch hàng tháng để cầu được nhiều tài lộc và giảm bớt các vận hạn, hướng về chính tây để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng âm lịch của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nam mạng, trong năm 2024.
được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, tổng thể con đường tài lộc của quý anh tuổi Tân Dậu tương đối lý tưởng. Cát tinh trợ mệnh cho thấy đường công danh sự nghiệp của quý anh tiến triển khá hanh thông, thuận lợi. Quý anh dễ dàng nhận được sự công nhận của mọi người nếu làm trong những lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, dịch vụ. Hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình để đạt được nhiều thành quả trong tương lai. Tuy nhiên tháng này cũng xuất hiện hung tinh đế vượng, quý anh cần phải chú ý điều chỉnh cảm xúc tránh làm mất hòa khí với mọi người ở nơi làm việc. Về sức khỏe, quý anh nên cẩn trọng trong việc đi lại sẽ tốt hơn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Về phương diện sự nghiệp của quý anh tuổi Tân Dậu trong tháng này đang phải gánh chịu những tác động xấu. Quý anh tỏ ra hiếu thắng, không chịu được những lời nói khích bác của người khác và không kiểm soát được cảm xúc cá nhân của mình nên dễ đưa ra những quyết định nóng vội, sai lầm. Quý anh tuổi Tân Dậu nên chú ý điều chỉnh trạng thái và cảm xúc của mình, sống lạc quan nhất có thể, đừng đặt nặng vấn đề quá, kẻo lại gây ra nhiều áp lực cho bản thân. Đây là thời điểm mà quý anh cần nhắc nhở bản thân tập trung hơn cho công việc. Hãy dành thời gian để bổ sung những kiến thức mình đang còn yếu, đồng thời chăm chú lắng nghe lời khuyên, hướng dẫn mọi người xung quanh. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Quý anh tuổi Tân Dậu trong tháng 3 âm lịch này, tử vi cho thấy thần tài tọa mệnh, lại thêm nhị hợp che chở, cho nên con đường công danh sự nghiệp của quý anh trong tháng này có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Quý anh có cơ hội thăng tiến trong tầm tay, với bản tính chăm chỉ, cẩn thận, không ham danh lợi, được cấp trên đánh giá cao, hãy tiếp tục phát huy hơn nữa trong tương lai. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng thuận lợi hơn khi quý anh gặp được một vài đối tác khá triển vọng. Thậm chí quý nhân có thể xuất hiện chỉ ra cho quý anh đâu là con đường đúng đắn, nhờ vậy mà đồng tiền cũng chảy vào túi quý anh thường xuyên hơn. Về vấn đề sức khỏe, cơ bản được ổn định, không có bệnh tật phát sinh, không cần phải lo lắng nhiều, chỉ cần chú ý giữ gìn khi tham gia giao thông. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Vào tháng 4 âm lịch, đối với quý anh tuổi Tân Dậu có vận trình phát triển khá ổn định. Công việc dần vào guồng khiến quý anh xử lý việc gì cũng trở nên suôn sẻ hơn. Quý anh có thể thử đặt ra những mục tiêu cao hơn, xa hơn cho mình. Chớ nên giới hạn bản thân ở những điều đã quá quen thuộc, thử sức ở cái mới sẽ khiến quý anh phát huy được tiềm năng của bản thân. Về tài chính, quý anh cần xác định được tinh thần rằng chuyện làm ăn kinh doanh của mình dường như đang dậm chân tại chỗ trong thời gian này. Quý anh có thể phải chịu đựng sự cạnh tranh gay gắt tới từ phía đối thủ, thậm chí đối phương còn chơi xấu, khiến quý anh tốn thêm thời gian để giải quyết vấn đề bỏ lỡ thời cơ xuất hiện ngay trước mắt. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Về phương diện sự nghiệp của quý anh tuổi Tân Dậu trong tháng này có phần sa sút. Hung tinh xuất hiện, tiểu nhân quấy phá trong vận trình của mình. Do đó, quý anh cần phải thận trọng hơn trong công việc để tránh mắc phải những sai sót không đáng có. Không nên thả lỏng bản thân, cũng đừng có kiêu ngạo thái quá, kẻo quý anh sẽ lọt vào tầm ngắm của kẻ ghen ghét, đố kỵ và phá hoại. Với những sai lầm, quý anh cũng cần tìm ra phương pháp để sửa chữa kịp thời. Nhắc nhở bản thân có tiền cần quản lý chặt chẽ, đừng hớ hênh khiến kẻ xấu nhòm ngó, cướp đoạt tiền. Dù nhiều hay ít vẫn nên lấy tích lũy làm trọng để phòng trường hợp cấp bách xoay sở không kịp. Đặc biệt là trong tháng này, mệnh chủ nên hạn chế đầu tư tham gia vào lĩnh vực tài chính có tính mạo hiểm cao, kẻo nguy cơ trắng tay sẽ rất lớn. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Bước sang tháng 6 âm lịch, quý anh tuổi Tân Dậu đang có được những mối quan hệ phát triển khá lạc quan. Cát tinh trợ mệnh có thể sẽ giúp cho quý anh phát huy hết được những năng lực còn tiềm ẩn của mình. Càng đứng trước thách thức, quý anh càng thể hiện được bản lĩnh của mình, mạnh mẽ giành lấy thành công bằng chính sức mình. Trong tháng, khả năng sáng tạo của quý anh tuổi Tân Dậu cũng được nâng cao, liên tục đưa ra những ý tưởng sáng tạo khá mới mẻ. Cơ hội sẽ xuất hiện nhiều hơn, mở đường cho nhiều hướng hợp tác làm ăn mới, hứa hẹn sẽ rất phát triển trong tương lai. Tài lộc tốt. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Bước sang tháng 7 âm lịch, vận trình của quý anh tuổi Tân Dậu có điểm báo xấu, quý anh cần phải cẩn thận trong các mối quan hệ xã giao. Bởi họa tiểu nhân rất lớn, dễ gặp phải kẻ lừa lọc,
tâm địa xấu xa, vì thế đừng dễ dàng tin những lời xu nịnh của người khác. Ngoài ra tháng này là tháng cô hồn, tình hình sức khỏe của quý anh tuổi Tân Dậu có chút xấu đi. Bị sao hung tinh quấy phá, cơ thể dễ bị ốm bệnh, mệt mỏi, quý anh nên hạn chế đi đến những nơi sông nước, nơi có nhiều âm khí để tránh nguy hại tới tính mạng. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Đối với quý anh tuổi Tân Dậu bước sang tháng 8 âm lịch, có vận trình gặp những trở ngại nhất định. Cục diện Dậu Dậu tự hình, phương diện tài lộc của quý anh không được tốt lắm. Tiền bạc trong túi mình rõ ràng, nhưng có thể sẽ bay biến bất cứ lúc nào nếu như quý anh không tỉnh táo và không sớm cân bằng lại thu chi. Người làm kinh doanh có thể phải đối mặt với những rủi ro trong việc đầu tư do kẻ tiểu nhân giáp tâm bày mưu cản trở. Quý anh nghĩ tất cả mọi người đều tốt đẹp và thiếu cảnh giác với những kẻ tâm địa xấu xa, nên càng dễ bị mắc bẫy, dẫn đến tiền mất tật mang. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Bước sang tháng Giáp Tuất, vận khí đang ổn có thể giảm sút bất cứ lúc nào. Trong tháng có cát tàng hung, nếu không chăm chỉ và nỗ lực làm việc hơn trước, quý anh rất dễ gặp thất bại, thái độ chần chừ do dự thiếu quyết đoán cũng thường để cơ hội tốt trôi qua một cách đáng tiếc. Quý anh tốn quá nhiều thời gian để so đo thiệt hơn, vì vậy mà những điều tốt đẹp sẽ trôi vụt qua trong phút chốc. Thị phi, mâu thuẫn xảy ra liên tiếp vào thời điểm này có thể khiến quý anh tuổi Tân Dậu cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, song quý anh không nên nghĩ tới việc từ bỏ giữa chừng. Hãy dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Vận trình của các quý anh tuổi Tân Dậu trong tháng 10 âm lịch đang có những dấu hiệu phát triển tích cực. Cả chuyện tình cảm và công việc của quý anh đều suôn sẻ và tiến triển theo đúng như ý muốn của quý anh. Đó là lý do không khó để nhận ra nụ cười hạnh phúc luôn hiện trên khuôn mặt của quý anh. Cát tinh trợ mệnh giúp cho quý anh nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng trong công việc. Quý anh cũng tạo dựng được uy tín với đồng nghiệp và được cấp trên tin tưởng. Sẽ được giao cho những công việc quan trọng, làm bàn đạp để phát triển cho đường công danh về sau. Tuy nhiên, dù tài lộc quá ổn định, nhưng quý anh tuổi Tân Dậu cũng không nên quá bằng lòng với hiện trạng. Nếu không chăm chỉ làm việc thì tài lộc có thể sẽ rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ. Sức khỏe cơ bản tốt. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình của quý anh tuổi Tân Dậu hung cát ẩn tàng. Cục diện ngũ hành tứ hình xung gây họa, tiểu nhân có thể xuất hiện gây cản trở cho sự nghiệp của quý anh trong tháng này. Quý anh cần hết sức tập trung, chú ý cho công việc chớ nóng nảy vì lời khích bác của người khác, rồi hành động sai trái, gây tổn thất cho danh tiếng bản thân. Tuy nhiên, tháng này dù gặp khó khăn, nhưng sẽ có quý nhân đứng ra trợ lực, song cái chính vẫn phải dựa vào sự cố gắng của bản thân. Quý anh nên chú trọng đoàn kết trong tập thể, tận dụng sức mạnh chung để đưa cả tập thể tiến lên, từ đó bản thân cũng được hưởng lợi. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Bước sang tháng 12 âm lịch cho thấy, vận trình của quý anh tuổi Tân Dậu tiếp tục khởi sắc. Các hung tinh bị suy yếu, lại thêm cát tinh trợ mệnh, tam hợp nâng đỡ, thần tài giúp sức, giúp cho quý anh có thể đón nhiều cơn mưa về tài lộc, tiền bạc thu về không ít. Trong tháng có quý nhân giúp đỡ công việc diễn ra thuận lợi, cho nên việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Do đó, quý anh có thể kiếm được rất nhiều tiền bạc ở tại thời điểm này. Trong tháng cận kề Tết Nguyên đán, dù quý anh kiếm được rất nhiều tiền, nhưng việc chi tiêu cũng không hề nhỏ. Quý anh cũng nên có kế hoạch chi tiêu cho mình tránh tình trạng thất thoát lãng phí, làm tài khí suy giảm. Về vấn đề sức khỏe, quý anh cần phải cẩn thận và đặc biệt chú ý, có thể xảy ra một số tai nạn ngoài ý muốn, tai nạn về xe cộ, sự hỗn loạn ở chốn đông người, rất dễ xảy ra cảnh dẫm đạp, xô đẩy, dẫn đến bị tổn thương về thân thể. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình.
Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.